Rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức về phong thủy của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về vận mệnh và tài lộc của 12 con giáp. Đối với 12 con giáp thì cần phải thận trọng trước những nguy cơ nào ở trong tháng 9 năm 2022. Về xem vận hạn của 12 con giáp trong tháng 9 này để biết rằng với những nguy cơ nào đang rình rập bạn ở trước mắt, để từ đó bạn giữ một tư thế chủ động để ứng phó. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là về vận hạn của người tuổi Tý trong tháng 9. Trong tháng thì việc xã giao của Tý bất lợi. Về xem vận hạn của 12 con giáp trong tháng 9 năm 2022 thấy rằng dấu hiệu có kẻ tiểu nhân xuất hiện rõ ràng. Chính vì thế mà người tuổi Tý cần phải cẩn thận với những đối tượng tiếp cận với mình. Càng là những kẻ lời hay ý đẹp thì lại càng rất dễ đâm sau lưng bạn. Tốt nhất là hãy tập trung làm tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tránh hành xử thiếu suy nghĩ, dễ đắc tội với người khác lúc nào không hay. Khi cảm thấy mù mờ về tương lai, bạn có thể tâm sự với những người đáng tin cậy. Đừng nên giấu những tư tưởng ở trong lòng rồi hành xử theo cảm tính, bạn rất dễ vướng vào những rắc rối. Trong tháng có dấu hiệu cạnh tranh rất gay gắt, bởi vì cục diện Tý Dậu tương phá sẽ đem đến nhiều kẻ tiểu nhân hoặc là đối thủ đáng gờm, khiến cho bạn phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán. Nếu thấy dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, bạn cần phải thận trọng từng đường đi nước bước, tránh xa vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Còn với người làm công ăn lương, có lẽ bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối, nên các kế hoạch chưa tiến triển được như dự định. Việc lương thưởng hoặc dậm chân tại chỗ cũng là điều đương nhiên. Thứ hai là về vận hạn của người tuổi Sửu trong tháng 9. Trong tháng thì có dấu hiệu sức khỏe bị suy giảm. Dù trên phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của Sửu lại đang dần suy giảm. Với con giáp này cần phải cân nhắc mình hãy duy trì lối sống khoa học, không nên làm việc quá sức kẻo bị ngã bệnh. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, cần phải đi khám ngay. Bởi vì hung tinh bạch hổ xuất hiện, nó là dấu hiệu cảnh báo là bản mệnh có thể vướng vào họa huyết quang trong tháng 9 này. Chính vì thế, bạn cần đặc biệt là cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc. Về thứ ba là đối với vận hạn của người tuổi Dần trong tháng 9. Đối với Dần trong tháng 9 thì sự nghiệp bị dậm chân tại chỗ. Về xem vận hạn của 12 con giáp trong tháng 9 năm 2022 thì thời điểm này người tuổi Dần thường xuyên là buồn phiền hay là lo âu vì những điều vớ vẩn, chẳng dám thử sức mình ở trong bất cứ công việc gì, rất dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội lãnh đạo trao cho. Nếu cảm thấy băn khoăn hay do dự, mất định hướng thì bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt. Còn về chuyện tình cảm, với người đã lập gia đình thì cần phải thận trọng hơn với những cảm xúc của mình. Nếu có điều gì không hài lòng, hai người nên thẳng thắn trao đổi chứ không nên lẳng lặng chịu đựng rồi nảy sinh nghi ngờ hoặc những chuyện ghen tuông. Về thứ tư là về vận hạn của người tuổi Mão trong tháng 9. Trong tháng 9 thì công việc có dấu hiệu khó khăn. Với những vấn đề trong công việc của Mão không chỉ xuất hiện từ mọi người xung quanh mà quan trọng là từ chính bản thân bạn. Nếu không chú ý sửa đổi thì mọi việc sẽ mãi lâm vào cảnh bế tắc. Có những khi cái nhìn của bạn vẫn còn rất phiến diện. Vì thế hãy học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để có cái nhìn nhận vấn đề rộng hơn. Về trên nhiều góc độ khác nhau thì đã đến lúc bạn phải hạ cái tôi của mình xuống để thỏa hiệp với mọi người. Đừng tưởng rằng cứ thể hiện tài năng quan điểm sẽ được mọi người đánh giá cao.
Và quan trọng là bạn cũng phải biết cách làm việc nhóm đúng đắn hơn. Còn về đường tài lộc thì có dấu hiệu ảm đạm. Với người làm kinh tế và chuyện kinh doanh buôn bán không ngừng biến động, có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Nếu bạn chủ quan, tức là bạn đang tạo cơ hội cho đối thủ lợi dụng vươn lên. Còn với người làm công ăn lương thì trong công việc bị dậm chân tại chỗ, khiến cho bạn khó nhận được những khoản tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng mà bạn đang mong muốn. Đây cũng là lúc bạn cần phải thay đổi cách thức làm việc. Hãy chủ động hợp tác với mọi người xung quanh. Bởi vì hung tinh đại hao nó xuất hiện còn là dấu hiệu cảnh báo bạn rất dễ mất tiền cho những việc không đáng. Và bản mệnh chớ nên cả tin nghe theo lời của những người không thực sự hiểu rõ. Nếu không, bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Về thứ năm là về vận hạn của người tuổi Thìn trong tháng 9. Trong tháng này, Thìn thường có dấu hiệu mệt mỏi. Với Thìn thì thường xuyên bị mệt mỏi là do cơ thể cũng rất dễ mắc các bệnh lặt vặt khi mà thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian vừa qua, bạn đã làm việc quá vất vả, nay cũng là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu về khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân làm việc quá sức, rất dễ bị đổ bệnh. Còn trên lĩnh vực về tinh thần, bạn thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải những chuyện bế tắc. Và quá trình trò chuyện cũng có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có thể giảm những nguy cơ căng thẳng. Về thứ sáu là về vận hạn của người tuổi Tỵ trong tháng 9. Trong tháng 9 này, về tình cảm có dấu hiệu là mâu thuẫn rất lớn. Về việc xem vận hạn của 12 con giáp trong tháng 9 năm 2022 thấy rằng người tuổi Tỵ cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý làm gây tổn thương cho người khác, và đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra thì bạn chớ nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc ở trong mọi tình huống. Và trên thực tế thì vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến cho bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Còn với người độc thân thì trên thực tế bạn cũng được người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Vì vậy bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người, chớ nên sống mãi trong thế giới riêng của chính mình. Về thứ bảy là về vận hạn của người tuổi Ngọ trong tháng 9 năm 2022. Trong tháng 9 thì vợ chồng có dấu hiệu khúc mắc. Dù là người lập gia đình nhưng người tuổi Ngọ vẫn thường xuyên giữ mọi chuyện trong lòng và tự tìm cách giải quyết. Có thể bạn cho rằng làm vậy để không làm ảnh hưởng khiến cho người thân phải lo lắng, xong cũng chính vì vậy mà bạn lại khiến người nhà cảm thấy bạn quá lạnh lùng và xa cách. Trong các mối quan hệ vợ chồng đôi bên thì thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm đối lập, và bạn nên phải hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn, và đôi khi cũng phải chịu thiệt một chút. Đó là điều cần thiết nếu bạn muốn giữ hòa khí với gia đình. Về thứ 8 là về vận hạn của người tuổi Mùi trong tháng 9. Trong tháng 9 thì có dấu hiệu bạn kiêu ngạo, rất dễ làm hỏng việc. Dù gặt hái được thành công hay được cấp trên tin tưởng thì người tuổi Mùi cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc coi thường người khác với những người kém cỏi hơn mình. Và trên thực tế thì bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, và việc học hỏi hay việc lắng nghe lời khuyên của người khác đó là điều không bao giờ thừa. Đặc biệt nếu bạn còn đang giữ một vị trí cao ở trong tập thể thì ngày càng cần phải học cách lắng nghe và đánh giá vấn đề đa chiều hơn. Nếu không, bạn rất dễ bỏ sót một vài tiểu tiết hoặc đưa ra những quyết định chưa thực sự chính xác, nó làm gây ảnh hưởng đến một tập thể đó. Về thứ 9 là về vận hạn của người tuổi Thân trong tháng 9 năm 2022. Đối với Thân thì có dấu hiệu nguy cơ rạn nứt về tình cảm. Trên nhiều phương diện, cuộc sống của người tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc là nhờ những mối nhân duyên tốt đẹp. Tuy nhiên là điều đó lại chưa chắc đó là điều tốt đối với những người đã lập gia đình. Với bản mệnh, hãy giữ một khoảng cách với người xung quanh, đừng quá gần gũi với người khác giới, kẻo sẽ gây thương nhớ khiến cho người khác xì xào và bàn tán về mình. Bạn
Cần biết trân trọng những gì mình đang có, không nên gây cho người thân những tổn thương không đáng có, và đừng vì phút ham vui mà phá hủy hạnh phúc của mình đang nắm giữ. Về thứ 10 là về vận hạn của người tuổi Dậu trong tháng 9. Đối với Dậu thì có dấu hiệu thăng tiến rất khó khăn, và để sự nghiệp phát triển hanh thông hơn thì người tuổi Dậu cần phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tâm trạng buồn bực hoặc nóng nảy. Trong cuộc sống thì không phải điều gì cũng xảy ra theo đúng ý như của mình mong muốn. Vì vậy, bạn có chấp nhận và khắc phục thì bạn mới có thể tiến bộ được. Còn về đường tài lộc, có dấu hiệu đang bị dậm chân tại chỗ. Trong thời điểm này, bạn khó nắm bắt được cơ hội, thậm chí dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt thì bạn cũng rất dễ bỏ lỡ vì thái độ chần chừ, do dự, thiếu tự tin tưởng vào chính bản thân mình. Còn người làm kinh doanh, buôn bán rất dễ vướng vào những chuyện tranh cãi với khách hàng của chính mình, khiến cho đồng tiền khó đổ về túi bạn. Và bạn không nên là nghiêm trọng hóa vấn đề hoặc là hành xử nóng nảy, có thể gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân mình. Vì vậy, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, có thể bình tĩnh phân tích các vấn đề và tìm ra lối hành xử phù hợp nhất. Nếu làm mất lòng khách hàng thì về lâu dài bạn cũng là người bị chịu thiệt thòi nhiều hơn. Về 11 là về vận hạn của người tuổi Tuất trong tháng 9. Đối với Tuất thì có dấu hiệu có kẻ xấu đang rình rập. Trong thời điểm này, các mối quan hệ của bản mệnh đã gặp phải rất nhiều khúc mắc, thậm chí có người rơi vào cảnh người thân, bạn bè phản bội mình vì lợi ích. Khi đối diện với tình trạng này, bạn có thể thất vọng nhưng đừng quá bi quan. Hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Không cần phải tốn thêm thời gian cho những mối quan hệ không xứng đáng. Còn trong tháng này, có dấu hiệu kiếm tiền trở lại. Đây cũng là lúc mà bạn rất dễ kiếm được nhiều tiền trong tháng 9. Với người tuổi Tuất thì rơi vào cảnh bị dậm chân tại chỗ trên phương diện tài lộc. Và thời điểm này, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, khiến cho chuyện làm ăn, kinh doanh liên tiếp gặp phải biến cố. Và việc hợp tác đầu tư cần phải suy tính thận trọng. Trong thời điểm này, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nghe theo lời dụ dỗ hoặc rủ dê của bạn bè. Đặc biệt là bản mệnh cần phải hạn chế hùn vốn làm ăn với bạn bè hoặc người thân thiết để tránh những tranh chấp không đáng có. Dù muốn làm giàu nhanh đến mấy cũng đừng nghĩ đến việc là hãm hại hoặc chiếm công của người khác. Nếu bạn làm việc xấu thì dễ vướng vào thị phi, làm xấu hình ảnh của bản thân, thậm chí rất dễ dính líu đến pháp luật. Về 12 là về vận hạn của người tuổi Hợi trong tháng 9. Trong tháng này, sự nghiệp của Hợi có dấu hiệu bấp bênh. Trong khoảng thời gian này thì Hợi không tập trung, thường làm việc riêng trong giờ, khiến cho hiệu suất công việc bị giảm. Nếu kéo dài, hình ảnh của bạn có thể trở nên xấu đi trong mắt lãnh đạo. Ngoài ra, bạn cũng hay do dự chần chừ khi đứng trước các cơ hội. Dù có nhận ra việc nắm bắt cơ hội là tốt cho mình, song tính lười biếng khiến cho bạn không tốn về công sức và sự cố gắng. Bởi vì thiên cẩu hung tinh nó xuất hiện là một trong những dấu hiệu kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập tìm cách gây họa cho con giáp này. Bởi vì bạn cần phải chú ý trong cách cư xử, nói năng, chớ gây thù chuốc oán với người khác, kẻo kẻ xấu sẽ lấy đó làm cái cớ để tiếp tục tung tin đồn thất thiệt về bạn. Còn về chuyện tiền bạc thì có dấu hiệu đang tiêu hao. Với bản mệnh nên hạn chế những việc tranh cãi với người khác, kẻo vướng họa thị phi hoặc dính họa kiện tụng, vừa gây hao tốn về tiền của lại ảnh hưởng đến danh tiếng và đến tiến độ công việc của bạn. Dù đôi bên có mâu thuẫn gì đi nữa thì hãy bình tĩnh trao đổi với nhau để tránh chuyện bé nó xé ra to. Còn trên phương diện chi tiêu, bạn cũng chớ nên phung phí cho những mặt hàng không cần thiết, bởi vì tiêu tiền nó chạy theo xu hướng chỉ để là bằng bạn bằng bè mà thôi. Và trước khi mở bao, bạn nên phải biết mình đang có bao nhiêu tiền, chớ nên mua sắm những mặt hàng quá mức chi trả. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc
đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.